Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta là vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới cựu Tổng thống Trump, người được xem là rất cứng rắn với giới truyền thông thiên tả. Và quý vị, trong cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua có thể nói rằng diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, kéo dài 2 giờ đồng hồ giữa ông và ông Elon Musk trên trang Platform X. Tuy nhiên thì cuộc phỏng vấn này được đánh giá là có vẻ trọn vẹn hơn so với những cuộc phỏng vấn trước đây. Ông Trump xuất hiện khá ngắn, quý vị. Và trong cuộc phỏng vấn kỳ này thì số lượng người xem mức cao nhất coi trực tiếp đó, tức là không có coi lại mà coi trực tiếp đó, là 840.000 người, gần 1 triệu người xem trực tiếp. Và trước đó thì có một số trục trặc thì trên quy tắc là cái cuộc phỏng vấn này diễn ra lúc 8 giờ của miền Đông Hoa Kỳ, nhưng mà mãi tới 8 giờ 40 thì chương trình mới lên được, tức là có 40 phút đồng hồ bị trục trặc kỹ thuật. Mà trong đó ông Elon Musk cho rằng là có một cái cuộc tấn công và có một cái tấn công và có một cái cuộc ngăn cản về từ chối không cho cung cấp dịch vụ vân vân. Thì quý vị, đây là một trong những cái chi tiết của phỏng vấn ngày hôm qua. Thì chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào xem coi ông Trump kỳ này lại đánh bại cái giới truyền thông như thế nào. Quý vị, ông Trump và Elon Musk đã có cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ đồng hồ và họ nói những gì, và ông Musk chưa quy trách nhiệm cho cái DDoS cyber attack, tức là cuộc tấn công này đứng ra phía sau. Do đó thì cái nó bị trì hoãn gần 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên vẫn có gần 1 triệu người đã xem cái chương trình phỏng vấn này. Quý vị, 8 giờ tối là cả hàng trăm ngàn người đã bắt đầu chờ đợi để xem cái cuộc nói chuyện của ông Elon Musk với lại ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là ông Trump. Và cuối cùng họ phải chờ tới 45 phút đồng hồ để cuộc phỏng vấn này bắt đầu. Và lúc đó ông Elon Musk cho biết là có một cuộc tấn công không dân mạng nhắm vào cái hệ thống của Platform X. Và sau khi giải quyết xong thì ông Trump đã bắt đầu, đôi bên đã bắt đầu nói chuyện liên quan tới cái việc mà ông Trump nhắc lại cái sự thiếu phối hợp của cái rally của ông để dẫn tới cuộc ám sát hụt của ông tại Butler, Pennsylvania. Bên cạnh đó thì ông Trump đã nói rất là nhiều và cuộc phỏng vấn này bị trì hoãn vì vấn đề kỹ thuật. 8 giờ 40 thì mới bắt đầu cái cuộc phỏng vấn với vấn này, và với khoảng 1 triệu người đã lắng nghe cái cuộc phỏng vấn này. Và ông Trump và ông Musk đã nói về vấn đề của biên giới và vấn đề immigration, vấn đề tội ác trong cộng đồng, cũng như là ông Trump gọi cái việc mà đổi ngựa và Biden bị đưa ra khỏi cuộc đua này, ông Trump gọi đây là một cái cuộc đảo chánh từ bên Đảng Dân Chủ. Và trong đó thì họ nhắc lại ông Trump gần đây, thời gian gần đây đã thay đổi chiến lược rất nhiều và ông tìm tới những người được xem là có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội thay vì là những công ty truyền thống. Ông đã có cuộc phỏng vấn vào tháng 6 với lại YouTuber có tên là Logan Paul, và trong thời gian gần đây ông lại có cái cuộc nói chuyện trực tiếp với lại cái trang Platform Kick với nhân vật 23 tuổi là Andy Roche vào ngày 5 tháng 8. Có khoảng 580.000 người đã xem cái chương trình phỏng vấn này. Và trước đó thì phó tổng thống của ông là Jerry Ben cũng đã nhận lời phỏng vấn với lại một YouTuber là New Boy vào ngày 1 tháng 8. Và bên cạnh đó thì bắt đầu cũng đã có một cái chương mục trên TikTok, và những nhân vật này là những nhân vật mà đã phỏng vấn ông Trump. Và trong đó thì họ nói rằng là có khá nhiều những câu chuyện mà họ liên quan tới cái cuộc phỏng vấn này. Quý vị, đây là cái cuộc phỏng vấn của ông Trump và Elon Musk, và đây là lần thứ 3 ông Trump trở lại Platform X. Và trước giờ thì cái chương mục của ông đã được mở lại trên Platform X, nhưng mà ông không có dùng tới. Và đây là lần thứ 3. Lần đầu tiên thì ông đã phỏng vấn với Elon Musk, lần thứ 2 là với Tucker Carlson, và bây giờ lần thứ 3 trở lại với Elon Musk. Thì cuộc nói chuyện này kéo dài 2 giờ đồng hồ, chủ yếu là tập trung vào cái vấn đề chính sách của ông Trump và những vấn nạn của đất nước Mỹ đang phải đối diện, trong đó bao gồm luôn cả vấn đề của di dân bất hợp pháp, vấn đề của tội ác trong cộng đồng, vân vân. Thì quý vị, ngay cái cuộc phỏng vấn này thì chiến dịch tranh cử của ông Trump đã cáo buộc là phía Liên hiệp Âu Châu đã cố tình xen vào và thao túng cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ trong cuộc phỏng vấn ngày qua, bởi vì một trong những nhân vật của Âu Châu đã lên tiếng cảnh cáo ông Musk về cuộc phỏng vấn này, mà họ cho rằng là có thể sẽ gây tổn hại cho cái khán giả tại Âu Châu, quý vị.
Chiến dịch tranh cử của ông Trump cáo buộc là EU đang tìm cách gọi là thao túng cái kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump trong ngày thứ hai cáo buộc là Liên hiệp Âu Châu đang tìm cách xen vào cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ sau khi một viên chức của Liên hiệp Âu Châu đã gửi một lá thư cho ông Elmer trước khi mà có cuộc nói chuyện với cựu tổng thống theo tường trình của tờ New York Post đưa ra. Và ông Musk đã có một cái cuộc livestream trực tiếp với Tổng thống Trump trên platform X vào tối ngày thứ hai. Và trước khi bắt đầu thì người được xem là nằm trong quỹ hội của Âu Châu, của Liên hiệp Âu Châu là Thierry Breton đã lên tiếng cảnh cáo ông Musk trên trang platform X là phải đáp ứng tất cả cái luật gọi là Digital Service Act của Liên hiệp Âu Châu, yêu cầu công ty này là phải gọi là kiểm soát các nội dung. Và trong đó thì trên trang platform X thì Breton viết rằng với cái lượng khán giả khổng lồ và trách nhiệm thì đây là một cái tiềm năng nguy hiểm và có những cái nội dung gây tổn thương và trong đó có ảnh hưởng tới các khán giả trên toàn thế giới, và tôi gửi lá thư này cho Elon Musk. Ngay lập tức thì chiến dịch tranh cử của ông Trump là Stephen Chung đã lên tiếng và nói rằng Liên hiệp Âu Châu nên nghĩ rằng họ nên lo chuyện của họ tốt hơn là xen vào cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi nói rất rõ ràng, Liên hiệp Âu Châu đang là kẻ thù của quyền tự do ngôn luận và họ không có quyền để buộc chúng tôi phải tranh cử như thế nào. Ông Trump đồng thời cũng đã lên tiếng và nói với tòa báo chỉ có Joe Biden và Kamala Harris là những kẻ gọi là không có nền dân chủ và phi dân chủ, trong đó gần như là họ không thể làm buộc chúng tôi phải làm gì. Và tổng giám đốc điều hành của trang Platform X là bà Linda Zaccarino cũng đã chỉ trích cái lá thư của Brenton, trong đó nói rằng không thể chấp nhận được khi mà sử dụng tất cả những cái quy tắc và luật lệ của Âu Châu để mà áp dụng lên cái hoạt động chính trị tại Hoa Kỳ. Và trong khi đó thì ông Musk rất đơn giản, ông đã viết cái chữ là Tropic Thunder. Tropic Thunder là một cuốn phim nói về chiến tranh Việt Nam năm 2008. Quý vị, đây là cái những gì diễn biến ngày hôm qua. Thì trong câu chuyện này chúng ta thấy được hai thứ. Chúng ta thấy được là cái đám Âu Châu đã bắt đầu nỗ lực giảm đi tầm ảnh hưởng của ông Trump bằng cách là cảnh cáo ông Musk là phải cẩn thận với cái đạo luật gọi là Digital Service Act, tức là một cái đạo luật về không gian mạng của Âu Châu, là phải kiểm soát nội dung. Và rõ ràng quý vị, Âu Châu đã mượn cái luật này của họ để tìm cách gọi là trừng phạt ông Musk nếu như ông vi phạm vào cái luật này, bởi vì trang Platform X cũng đang phát ở khắp nơi, trong đó có cả Âu Châu. Và rõ ràng họ đang tìm cách giảm đi cái tầm ảnh hưởng của ông Trump. Thì quý vị, tôi đã từng nói quý vị, nếu mà nói xen vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ, không phải chỉ có những kẻ thù của Hoa Kỳ là Iran, Trung Quốc, Bắc Hàn hay là Nga đâu, mà Liên hiệp Âu Châu là những quốc gia can dự nhiều nhất vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, đặc biệt là bầu cử tổng thống. Do đó tôi nói quý vị, chúng ta không lạ lắm khi lá thư này bà này gửi ra trước khi mà ông Musk có cuộc phỏng vấn với ông Trump. Và 2 giờ đồng hồ đó, 1 triệu người xem. 1 triệu người xem mà đã bị trì hoãn 45 phút rồi quý vị. Nếu không bị trì hoãn 45 phút đó, tôi nghĩ số lượng người xem sẽ trên 1 triệu người. Thì quý vị, đây là một trong những cái sự xuất hiện của ông Trump mới nhất. Và cuộc phỏng vấn này khá dài và nó được live trực tiếp. Thì quý vị, cuộc phỏng vấn này diễn ra xong thì chuyện gì xảy ra? Quý vị, trong mấy tuần lễ này, khi mà Kamala Harris đã chính thức trở thành cái người đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử, giới truyền thông Mỹ, có nghĩa là bà này bà làm cái gì thì nó cũng thổi bà lên hết. Thậm chí là bà ăn cắp ý tưởng của ông Trump thì nó cũng thổi bà lên nữa. Tức là tất cả, và cái quý vị thấy tờ Time Magazine không? Tuần lễ này nó đăng hình Kamala Harris luôn, với tính chất là promote cho Kamala Harris luôn. Thì quý vị, tức là trong suốt mấy tuần lễ này, đám truyền thông đang tìm cách kéo dài cái giai đoạn honeymoon cho Kamala Harris và tiếp tục giữ nóng cho bà ta, có nghĩa là bà ta vẫn có cái sức nóng ở trên giới truyền thông. Nhưng mà quý vị, nó thất bại. Nó thất bại là bởi vì chú ý tới Kamala Harris chỉ có đám truyền thông thôi. Chỉ có đám truyền thông thôi. Còn riêng với lại ông Trump, ông không cần đám truyền thông nữa. Và ông đã phá vỡ tất cả những cái truyền thống cũ là phải đi ngang truyền thông thì người ta mới biết tới mình. Ông bây giờ ông nhận lời phỏng vấn toàn là những người gọi là truyền thông độc lập, tức là những cá nhân làm truyền thông. Thì quý vị, hôm rồi ông xuất hiện với Adin Ross là 580.000 người coi. Cậu này mới có 23 tuổi thôi. 23 tuổi thôi. Và quý vị, Adin Ross đã có cuộc nói chuyện khá dài với ông Trump. Rồi trước đó ông lại nói chuyện với lại ông Paul ở trên cái đăng YouTube. Tức là những người này là những người trẻ. Ông Trump đã tiếp cận một cách trực tiếp với lại khối khán giả, khối cử tri của ông.
mà không cần đi ngang giới truyền thông. Và kết quả quý vị, chúng ta chỉ xem vào con số là thấy. Bây giờ chúng ta đặt trường hợp cái cuộc rally của bà Kamala Harris tại Phoenix vừa rồi đi. Giới truyền thông thi nhau đưa tin, chiếu live trực tiếp. Cộng lại quý vị, cũng được có mấy trăm ngàn, 300 ngàn người. Xem trực tiếp thôi. Trong cuộc rally của Kamala Harris. Được xem là cái đài chính thức mà cover cái chương trình rally này là đài ABC. Họ cover toàn bộ cái cuộc rally của Kamala Harris. Quý vị, 300.000 người coi. Trong khi đó, ông Trump chỉ lên với Elon Musk là đã 1 triệu người coi. Ông Trump lên với lại Adin Gross, 580.000 người coi. Mà không phải là một cái platform nổi tiếng. Kick là một cái platform rất giới hạn người. So với lại Kamala Harris lên đài ABC, một trong những đài truyền thông lớn nhất của Hoa Kỳ. Thì quý vị, rõ ràng ông Trump đã đánh bại đám truyền thông. Tại vì quý vị, cuối cùng người xem là cái người quyết định. Bây giờ nó có thổi lên đi nữa mà có bao nhiêu người đọc, có bao nhiêu người biết đây. So với ông Trump bò thẳng trực tiếp vào cái khối khán giả, khối cử tri của ông. Và quý vị, gần như là ông Trump thay đổi tất cả các cái chiến lược tranh cử. Không còn dựa và không còn quan tâm tới cái đám truyền thông này nữa. Ông nhắm vào tất cả những người làm truyền thông độc lập, những cá nhân làm truyền thông, để mà ông tiếp cận khối cử tri của ông nhiều hơn. So với Kamala Harris bây giờ là chuyên môn dựa vào đám truyền thông để thổi cho bà ta lên. Thì quý vị, cuối cùng chỉ có một mình ông Trump vẫn tiếp tục đánh bại giới truyền thông. Đám này gần như là tìm cách đè ông Trump xuống. Quý vị nhanh nhớ, hôm nay là ngày 13 tây tháng 8 rồi. Hôm nay là đúng một tháng ông Trump bị ám sát. Cái tin ông Trump bị ám sát là một cái tin lớn nhất thế giới. Cựu tổng thống và ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ bị ám sát hụt. Bản tin kéo dài đúng tuần lễ. Bản tin kéo dài đúng một tuần lễ là nó cho out hết. Nó không nhắc nhở gì tới hết. Cùng lắm là bên Bộ Tư pháp hay là bên Quốc hội có đưa ra cuộc điều tra thì nó đưa tin chiếu lại thôi. Ngược lại, quý vị, sau khi Joe Biden rút lui cho tới giờ phút này Kamala Harris ra, thì hai mươi mấy ngày qua, gần như là đám truyền thông tập trung vào Kamala Harris. Nó đưa tin, nghĩa là bà này địch thúi nó cũng đưa, địch thơm nó cũng đưa. Trong khi đó, cái tin mà được xem là quan trọng nhất là cựu tổng thống và là ứng cử viên tổng thống bị ám sát, nó đưa tin trong vòng mấy ngày thôi là nó dẹp ngay. Thì quý vị, điều này cho thấy rõ ràng đám truyền thông đã có sự thiên vị trong cách đưa tin và cố tình thổi bằng mọi giá là cứ nhắc nhở tên Kamala Harris. Bằng mọi giá là nhắc nhở tên Kamala Harris, rồi nó làm những cái cuộc thăm dò Kamala Harris hơn ông Trump điểm. Những cuộc thăm dò này tôi nói với quý vị là nó không có chính xác và nó nhiều thiên vị. Nhưng tại sao chúng ta vẫn xem? Tại vì chúng ta dựa trên cái cuộc thăm dò đó, những câu hỏi của nó, để chúng ta biết, ông Trump và những người khác biết được là họ còn thiếu cái gì. Cái này là ông Trump đã làm. Tức là ông không kê mấy cái cuộc thăm dò nó nói là Kamala Harris đã trên điểm ổng này nọ. Ông chỉ chú ý vào các cuộc thăm dò, những câu hỏi của nó là cái gì. Và khối cử tri nào mà ông chưa có thết tới, ông chưa có đụng tới. Ví dụ như nó hỏi về nền dân chủ, nó hỏi về giới trẻ, nó hỏi về người da đen. Thì quý vị, ông Trump đã đi tiếp cận hết tất cả những khối cử tri này. Ông xem các cái cuộc thăm dò, ông không coi con số, ông chỉ coi nó hỏi cái gì, nó hỏi về kinh tế, nó hỏi về dân chủ, nó hỏi về độc tài, nó hỏi về chủng tộc. Những câu hỏi này, ông Trump căn cứ vào câu hỏi đó để coi ông, để ông biết được rằng là ông còn bỏ sót khối cử tri nào hay không. Và quý vị thấy, liên tục ông lên tất cả các khối cử tri. Trước đó thì ông xuất hiện ngay trong cái buổi nói chuyện của Hiệp hội Báo chí Người da đen. Mặc dù đó là cái ổ kiến lửa, lên là bị chỉ trích ngay. Nhưng mà ông Trump vẫn chấp nhận bước vô để tiếp xúc với khối cử tri này. Thì y chang, phóng viên của ABC mà nằm trong cái Hiệp hội Báo chí Người da đen á, mới mở đầu ra đó là một loạt câu hỏi mang tính chất tấn công ổng không. Thay vì nó hỏi ổng về chính sách, về cái này cái kia, nó không hỏi. Nó hàng loạt, nó đeo hàng loạt câu hỏi ra tấn công ổng không. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Ông Trump sẵn sàng đi tiếp cận. Rồi quý vị,
khi mà ổng nghe lời con trai của ổng, Barron Trump, ổng lên một cái trang mà ổng chưa bao giờ biết hết. Andy Ross là ai ổng cũng không biết luôn. Nhưng mà Barron Trump nói ổng phải lên, tại vì người này có ảnh hưởng lớn. Thì quý vị, ông Trump nghe lời con trai lên luôn, thì ổng tiếp cận với khối cử tri rất trẻ. Tại vì cái người host này có 23 tuổi thôi. 23 tuổi thôi. Và cái khối khán giả của anh ta cũng ở cái tầm này thôi. Do đó quý vị, ông Trump có một cái độc đáo là ông dựa trên tất cả các cuộc thăm dò của đám truyền thông. Ông coi coi nó hỏi cái gì và khối cử tri nào ông bỏ sót. Ông đi tiếp cận từ khối người da đen cho tới khối cử tri trẻ. Thì quý vị thấy rõ ràng là ông Trump đã có một cái mức được xem là kỷ lục. Tức là trong tất cả các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa hay là những đời tổng thống trước đây của Đảng Cộng Hòa, dường như họ không được lòng của khối cử tri người da đen. Họ cũng không được lòng khối cử tri trẻ, đa số nằm trong tay của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà lần này với ông Trump thì khác. Ông đã thúc đẩy khối cử tri da đen lên tới 22%. So với những đời tổng thống Cộng Hòa trước đây, khối cử tri trẻ bây giờ chuyển qua ông Trump rất nhiều. Nhất là vừa rồi ông lên cái chương trình của Andy Ross, một trong những người ảnh hưởng nhất trong cái giới trẻ. Thì quý vị thấy rõ ràng là ông Trump ông biết chọn. Và kỳ này ông lên với Elon Musk cũng vậy. Tại vì sao? Elon Musk đang là một cái tên tuổi lớn. Bất kể ai nói gì nói, nhưng giới trẻ vẫn thần tượng Elon Musk. Tại vì Elon Musk là người đưa cái hệ thống xe điện ra. Tesla, ổng là người đã có cái những cái công ty mà được xem là đi sâu vào cái sở thích của giới trẻ về kỹ thuật. Cho nên Elon Musk được xem là người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới trẻ. Thì quý vị, ông Trump lên với Elon Musk. Mặc dù trước đó ổng không thích cái vấn đề gọi là thúc đẩy xe điện đâu. Nhưng mà kể từ khi được Elon Musk tặng cho chiếc Cybertruck và ông Elon Musk endorse ông Trump rồi, thì lúc đó ông Trump nói ok, tôi thích xe điện. Mặc dù như vậy, nhưng mà ít nhất ông Trump biết tiếp xúc với những cái khối khán giả, với những cái khối cử tri mà xưa nay ông không có biết tới. Ông chỉ nhắm vào quy tắc tranh cử thông thường, là nhắm vào khối này khối kia. Nhưng mà có một số những cái khối cử tri họ bị lãng quên. Thì quý vị, ông Trump lần này ông đi một cái hướng mà đám truyền thông bật ngửa. Tức là ông không quan tâm đám truyền thông nữa. Muốn phỏng vấn ông cũng không dễ dàng. Ông không khe. Ông sẵn sàng lên với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhiều hơn. Bởi vì cái xu thế bây giờ nó thay đổi. Đám truyền thông thì càng lúc càng bựa. Tôi nói là càng lúc càng bựa. Nó lòi ra bản chất thiên vị quá nhiều. Nó mất đi cái tầm ảnh hưởng. Và thứ hai là người dân bây giờ người ta sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. So với bây giờ về mở truyền hình, mở CNN coi hay là MSNBC coi, dân ở khắp nơi bây giờ người ta coi bằng mobile, bằng cái iPhone, bằng cái Samsung, bằng cái iPad. Thì quý vị, đa số người ta coi tại chỗ, ngồi chỗ nào coi cũng được. Do đó cái ảnh hưởng của truyền thông xã hội rất là lớn. Ông Trump nhắm vào khối này. Ông Trump nhắm vào khối truyền thông xã hội. Và cuối cùng quý vị, đám truyền thông năm 2016 còn dương cờ đánh ổng từ ATG. Nhưng mà 2024 đám này mất lực. Đám này không còn lực tấn công Trump nữa. Bây giờ nó có thổi bà Kamala Harris lên thì quý vị thấy rõ, nó thổi không nổi. Ngay cả tờ báo của lá cải của anh, tờ Financial Times bên Anh, quý vị tưởng tượng đi, nó đưa ra, nó nói rằng là dân chúng tin tưởng Kamala Harris hơn ông Trump về vấn đề kinh tế. Nó đưa ra một cái, tôi đọc vô một cái, tôi nói ủa, Kamala Harris có đưa cái chính sách kinh tế ra chưa mà nó nói như vậy? Chưa đâu quý vị. Trong 4 năm nay người ta thấy kinh tế nước Mỹ như thế nào? Dưới cái quyền phó tổng thống của Kamala Harris. Rồi bây giờ bà ta không có một kế hoạch nào về kinh tế hết. Mà nó nói rằng là ô, khối cử tri tin Kamala Harris hơn ông Trump về kinh tế. Trong khi ông Trump đã đưa đầy đủ tất cả những cái chương trình nghị sự của ông về kinh tế. Mà nó vẫn lấp liếm được như vậy đó các vị. Tức là nó đang đốt cái tên tuổi của nó. Người ta thấy đám truyền thông càng lúc càng bựa. Thì các vị, càng làm càng đốt tên tuổi.
đơn giản thôi. Tôi đã từng nói rất là nhiều lần, karma, gieo cái hạt nào thì gặt cái quả nấy. Họ đang đốt tất cả những cái uy thế mà họ có từ mấy chục năm nay. Đụng tới bầu cử và đụng tới cái vấn đề tấn công ông Trump. Thì quý vị, gần như là bây giờ banh xác hết. Đám truyền thông bây giờ banh xác hết rồi. Đó quý vị thấy không? CNN bây giờ trung bình một ngày được bao nhiêu người coi? Một ngày được 500.000, 600.000 người coi trực tiếp trên cái đài của họ thôi. Hết cỡ rồi. Và kỳ rồi là xuống 80.000 nữa. Tức là họ thê thảm lắm. Họ không có đủ lực để kéo được cái khối khán giả nữa. Trong khi đó quý vị thấy ông Trump lên cái chương trình của Elon Musk, 1 triệu người. Một cá nhân thôi. Rồi lên chương trình của Andy Rose thôi, 580.000 người. Coi trực tiếp. Mỗi lần ông Trump xuất hiện là có một cái đám đông rất lớn. So với những cái đám đông giả mạo của Kamala Harris. Thì quý vị thấy rất rõ ràng. Và mỗi lần ông Trump rally, tệ lắm 10 mấy ngàn người. Trong khi đó, cái hội trường có 3-4 ngàn người thì nó ca ngợi là ô đám đông quá trời đông. Rồi mọi người nhiệt tình. Quý vị, cuối cùng người ta nhìn ra hết. Tại vì người dân bây giờ thứ nhất là họ đã có cái nhìn đa chiều. Họ không bị bịt mắt nữa. Thứ hai, họ muốn tìm hiểu thông tin từ nhiều phía. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Cái ảnh hưởng của ông Trump rất lớn. Ảnh hưởng tới mức mà Brenton là ủy viên của Ủy hội Âu Châu đã phải viết thư cảnh cáo Elon Musk về nội dung. Tức là không muốn cho cái chương trình của ông Trump được đến với lại Âu Châu. Nhưng mà kết quả các vị, không cản được. Tức là tầm ảnh hưởng của ông Trump bây giờ nó đi ra ngoài nước Mỹ rồi. Đến mức mà đám Âu Châu phải sử dụng luật lệ để siết chặt cái nội dung này. Cảnh cáo Elon Musk. Nhưng mà Elon Musk không care. Do it. Elon Musk nói rồi. Cần thiết là đóng cửa luôn Âu Châu. Không cần vô luôn. Tại vì cái trang của Platform X bây giờ gần 1 tỷ người. Gần 1 tỷ người xem. Elon Musk cũng không care đến Âu Châu nữa. Thì quý vị, đây là cái cách mà ông Trump đã tiếp cận với khối khán giả và cử tri của ông. Rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Và ông đang đi trên một con đường rất đúng. Tức là tiếp cận trực tiếp với khối cử tri của mình. Tiếp cận trực tiếp với lại khán giả của mình. Không cần phải nhờ cái đám truyền thông. Và đám truyền thông bây giờ gần như là bất lực. Nó không cách nào chặn đường ông Trump được hết. Nó không cách nào chặn đường ông Trump được hết. Bây giờ hai trang True Social của ông và Platform X là coi như là nó đã đánh truyền thông rung chân rồi. Chưa kể quý vị, ông Trump chưa trở lại Facebook, mặc dù đã được tháo ra, YouTube đã tháo ra, nhưng ông Trump chưa trở lại. Ông mà trở lại thì quý vị, cái tầm ảnh hưởng ông còn lớn hơn. Tại vì cái chương mục của ông trên những khu vực này rất là đông. Ông chưa trở lại thôi, nhưng không có nghĩa là ông không trở lại. Và quý vị thấy ông mở cái trang TikTok một cái thôi, là quý vị thấy cái số lượng người follower ông khủng khiếp rồi. Ông Trump đã đi đúng đường và đúng xu thế trong cuộc tranh cử năm nay. Tôi chưa nói tới cái chính sách điều hành quốc gia của ông. Tôi chỉ nói cái phương cách tranh cử của ông thôi. Là ông đã đi đúng vào cái hướng mà gây ảnh hưởng nhất. Và bất kể đám truyền thông. Đám truyền thông gần như nó thiên vị. Nó không muốn ông, nó muốn thổi Kamala Harris lên. Nó không muốn nhắc nhiều tới ông Trump. Do đó quý vị, cái chuyện ám sát ông chưa đầy tuần lễ là tất cả tin đều xẹp hết. Trong khi đó, Kamala Harris mới là thay thế cho Joe Biden trở thành presumptive candidate thôi. Tức là một người dự báo là ứng cử viên của đảng Dân Chủ thôi. Thì nó nhảy vô, nó thổi bà ta lên hết mấy tuần lễ này. Bây giờ một quý vị mở Yahoo, quý vị mở AOL, quý vị mở Google lên đó quý vị. 10 tin á, thì 8 tin là nhắc tới Kamala Harris. Chỉ có 2 tin nhắc tới ông Trump thôi. Mà 2 tin nhắc tới ông Trump đều là tin tiêu cực hết. Thì quý vị, rõ ràng đám truyền thông đang tìm cách gọi là kéo dài cái thời gian honeymoon cho Kamala Harris sau khi bà ta trở thành ứng cử viên tổng thống. Nhưng mà giống như tôi nói, có nỗ lực đi nữa cũng như không. Tại vì cuối cùng, người quyết định là cử tri, người quyết định là người xem và người nghe. Bây giờ các anh có thổi lên cỡ nào nữa, người ta không đọc, người ta không xem thì cũng không ai biết. Người xem, người nghe
và cử tri là những người quyết định. Và bây giờ ông Trump biết chọn những cái nơi nào có ảnh hưởng với những người này. Quý vị, cuối cùng bây giờ mấy cơ quan truyền thông nói thẳng luôn, họ nhờ vào mấy cái entertainment, ba cái phim bộ, ba cái show truyền hình thì còn có cách thôi. Nhúng tới vấn đề chính trị là họ banh xác. Trong khi trước giờ vấn đề chính trị là vấn đề hút khách nhất của họ. Bây giờ chỉ nhờ vào cái gì? Ba cái show truyền hình, ba cái game show, ba cái giải trí thôi. Chứ mà nhúng tới chính trị, họ không còn được người xem nữa. So với truyền thống trước đây. Quý vị, dường như ông Trump lần này đánh bại đám truyền thông còn thê thảm hơn năm 2017. 2017 chỉ một cái tweet thôi. Ông chống trả với tất cả cuộc tấn công của đám truyền thông. Bây giờ 2024, ông có trang True Social của ông. Ông được hậu thuẫn bởi trang Platform X. Và ông đã được rất nhiều những nhân vật được xem là ảnh hưởng trên các cái platform hỗ trợ phỏng vấn ông. Quý vị, cái tư thế của ông Trump so với 2017 xa lắm. Đám truyền thông kỳ này bị đánh bại một cách rất thê thảm. Và đây chính là cái giá của họ phải trả. Khi làm truyền thông, thiên vị. Đáng lý làm truyền thông trong giai đoạn này, nó phải đả kích và nó công kích Kamala Harris nhiều hơn. Lý do bà ta đang là đương kim phó tổng thống. Và truyền thông đóng vai trò giám sát và đối lập với chính quyền. Thì mới có khách xem. Còn bây giờ nó đi, nó bưng bô, nó ca tụng Kamala Harris thì nó giống như một thứ công cụ của chính quyền. Nó đi ngược lại cái truyền thống của truyền thông. Tôi không nói truyền thông lúc nào cũng đóng vai trò gọi là đối lập. Nhưng ít nhất truyền thông sở dĩ họ dựng được cái uy thế trong lòng khán giả và độc giả của họ là nhờ họ giám sát chặt chẽ cái hệ thống chính quyền. Họ giám sát chặt chẽ cái hệ thống chính quyền. Do đó quý vị, người dân tin họ. Thì quý vị thấy năm họ gây dựng được cái tên tuổi trong cái năm 2017 cho tới 2021 là vì nó đóng vai trò đối lập với ông Trump. Nhưng từ 2021 tới bây giờ, nó là đóng vai trò công cụ của chính quyền. Thì quý vị, nó làm mất đi tính chất của nó rồi. Làm sao có thể thuyết phục được đây? Do đó, quý vị, lần này chúng ta đang chứng kiến một cái trận phá sản của giới truyền thông. Và ông Trump một lần nữa lại đánh bại giới truyền thông thiên tả bằng những cái cuộc phỏng vấn của ông với những nhân vật có ảnh hưởng trên truyền thông xã hội thay vì là những tên tuổi trong giới truyền thông. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!